Ok, và clip cũng được tài trợ bởi Sevenes. Nếu mà các bạn quan tâm đến các sản phẩm điện thoại, nhất là Samsung Galaxy S10 hoặc là S10 Plus, thì Gấu sẽ để đường link phía bên dưới, các bạn click vô. Hiện nay có rất nhiều chương trình khuyến mãi của Sevenes dành tặng cho các bạn. Nay mặt cậu đâu rồi? Mà mặt cũng hơi tiều tụy. Chị, hôm nay là cuối tháng. Cuối tháng em ơi, vả quá. Lương hơi trễ mà thôi, không cần cái đó. Nhưng mà con sẽ gọi rồi tí trẻ. Tí nha. Yeah. Được không hả? Không, cái đó ăn rồi mà. Ôi. Có đồ không? Có. Cho đi. Anh lấy một chai hả? Thôi, cho ba chai á. Dạ, cảm ơn. Thôi, ăn rồi. Các bạn có thấy không? Cuối tháng rồi, mọi thứ nó thay đổi nhiều lắm. Con người chúng ta phải sống vì bản năng luôn, không ai tôn trọng ai hết. Chào mừng các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây. Các bạn đang đến với chuyên mục cuối tháng ăn gì? Đau ngủ. Các bạn có thấy là nãy giờ là mình đã phải đi xin ăn, nói chung là ra là cái clip xin ăn ở một cái kênh giấu tên thì nó rất là vui các bạn, nó rất là kiểu mà nhiệt tình nông nổi của tuổi trẻ. Nhưng với cái clip xin ăn này là một cái sự xin ăn thật, không có dở cái gì hết á. Xin được một chai tương ớt nè, một bịch bánh nè. Các bạn thấy không, những cái món đồ mà xin được nó cũng rất là rẻ tiền luôn nữa. Các bạn nghèo lắm rồi nè. Ổi này mà không được ổi loại một ở đâu. Ổi này là ba cái ổi dạt á, xong rồi Giang nó cho mình chuối của thằng cụi. Không biết ở đâu rồi nhưng mà thì thôi cứ ăn đi. Ở đây là hai gói mì của bạn editor của mình, thì nó mới vừa mua được hai gói thì mình xin rồi, nó tội nghiệp mình quá. Rồi yogurt nữa nè, yogurt đó. Tuy không có tiền nhưng phải đảm bảo về mặt sức khỏe rồi. Thằng gà thì hồi sáng mình thấy nó mua một bịch cái bánh
bánh quy trứng muối này nè, nhưng mà mình tính xin rồi, cái vừa tới xin thì nó còn 3 cái. Rồi ok, ok, bữa nay mình sẽ làm gì? Mình sẽ ăn hết cái đống đồ ăn này. Ở đây quên nữa thì hên là có một cô gái cũng rất là nhà học hấm, nhà giàu tình thương, đi mới đi Hà Nội về thì cô gái đã cho mình một ít ổ bánh mì que mang từ Hải Phòng về, nó hơi nhăn nhúm. Trước khi ăn thì chúng ta sẽ uống yogurt trước các bạn. Gấu lưu ý các bạn nha, cái này là có kiến thức nè. Thật ra là tất cả các loại mà sữa chua mà vi sinh như kiểu này, các bạn nên uống một chai hoặc là hai chai trong một ngày, và uống cách điều ra, không được uống quá nhiều cái sữa chua vi sinh kiểu này, các bạn sẽ bị tiêu chảy. Clip này không có vui nên các bạn đừng có comment vô là anh ơi sao clip này anh lại thắc quá. Không có thằng nào hết tiền á mấy bạn mà vui được hết trơn á. Các bạn nào mà có lòng hảo tâm, có tình nhân ái, bao dung, thích che chở và bù đắp cho người khác thì hãy liên hệ để mời Gấu đi review quán của bạn, hoặc là có thể donate bằng cách là các bạn hãy inbox Facebook của Gấu và Gấu sẽ gửi số tài khoản cho. Cho mình đồ dởm hay gì ta, chuối và trái cây sẽ để ăn sau cùng các bạn. Rồi thì ăn một cái bánh quy thôi. Cái bánh quy mà nhân trứng muối này các bạn có thể tìm mua ở các siêu thị trên thành phố, nói chung hoặc là cửa hàng tiện lợi luôn. Bánh này ăn rất là ngon, nhưng mà cái mà Gấu không thích đó là cái phần nhân bên trong của nó hơi cứng, nó là một dạng thành mà giống kẹo vậy đó, kẹo, mấy kẹo hơi cứng cứng á. Các bạn ăn các bạn sẽ nghe gớp tiếng gớp gớp. Ê, găng quá. Đây là snack khoai tây vị cà ri. Ok, thường các bạn ăn á, các bạn sẽ là chỉ tháo phần trên này đúng không, tháo ra nó ra cái miệng này, các bạn cầm các bạn ăn. Cứ nào múa này. Vị cà ri này không là cái vị cà ri công nghiệp, nó nồng mà nó kiểu mà các bạn ăn một miếng đầu tiên vô nó sọc thẳng cái mùi nồng của cà ri lên mũi và khó chịu. Quay lại về cái bịch đi, mà khi xét chỗ này á, chúng ta chỉ ăn một mình thôi, hoặc là chúng ta phải cầm như thế này để chúng ta ăn. Chúng ta có thể xét chỗ này đây, chúng ta để cái bịch bánh này nè, chúng ta sẽ cắn ở đây đó, rồi chúng ta sẽ xé được cái hình chữ nhật của cái bánh đó các bạn nè. Đây nè, xé ra đó, các bạn thấy không, là các bạn sẽ được một cái đồ để đựng bịch bánh này. Cuối tháng rồi phải tưởng tượng những cái con cua này là những con cua rất là mực. Đau ngủ. Đây là những con tôm. Đau ngủ. Đây là cái tô mì của mình. Trong khi chờ đợi mì chín thì mình sẽ ăn mấy cái bánh mì que của Chi nó cho mình, và nó gửi từ ngoài Hải Phòng vô luôn các bạn. Đây là bánh mì que Hải Phòng, và mình nghe mọi người trong văn phòng nói là mỗi lần mà Chi nó đi từ Hải Phòng về á là nó sẽ mua rất nhiều cái này về luôn, do nó mềm rồi. Gấu nghĩ á, cái lúc mà nó nóng thật là nóng á, ăn liền tại chỗ nó sẽ rất là ngon á. Mùi pate rất là thơm, bánh mì que mà chén pate vô mà lúc mà nóng á ăn rất là thơm và ngon. Khi chúng ta ăn chúng ta phải chấm với nước chấm để chúng ta ăn cho nó đậm đà hơn, cho nó mặn hơn, không thôi là ăn rất là lạc nhách. Từ khi lên đây anh cứ tưởng sẽ nổi tiếng giống bao nhiêu người, nhưng không có em ơi, qua 3 tháng rồi. À đúng rồi, quên nữa, mình chưa ăn xong cái này. Khổ mức là bây giờ là
ăn mì thôi, ăn mì không thôi, tấm tôm hùm thôi, quay tay bắt. Làm món cua coi. Tâm sự của một food reviewer là khi mà cuối tháng thì quỹ của công ty cũng sẽ hết tiền, nên là nó xin đi ăn món ngon cũng rất là khó, đúng không? Đúng là mình phải nghĩ ra những cái content gọi là nó độc đáo, nó là nó đỡ tốn tiền để có thể làm clip cho các bạn coi. Và khi mà ăn trụng á thì các bạn hãy trụng chậm thôi, nước sôi thiệt sôi, và các bạn cho nước sôi vô gói mì, đừng có đậy nắp nha, các bạn cứ đảo qua đảo lại đến khi nào mà cái gói mì của các bạn á nó mềm và nó hơi dai là các bạn ăn được rồi. Người miền Tây của mình hay gọi là mì gói à, mì gói ngon quá. Nãy là mình để hơi lâu nên là nó hơi mềm rồi. Và sau khi ăn xong thì chúng ta sẽ ăn trái cây. Chuối này hơi dập nha, củi chuối này hơi dập nha, lần sau mua chuối xịn xịn cho anh nha. Nope. Người Việt Nam mình nói chung á thích nói ngược, như là chuối cao thì nó sẽ là ngon. Tiếp tục mình ăn tới ổi, và cái ổi này các bạn biết không là nó cũng hôm nay là của con Giang nó mua rồi, mình xin nó. Nó là một cái tháng hết tiền, không ai mua được đồ ngon hết. Đây không phải là một clip mà mình review đồ ăn các bạn. Clip này rất là buồn, thật sự là rất là buồn luôn. Bởi vì đây là cuối tháng các bạn, và không còn một ai trong văn phòng S Channel mà còn tiền để vay mượn đó nha. Bởi vì nhân văn phòng này á, chúng mình là con nợ của nhau hết rồi, mượn qua mượn lại suốt luôn. Và một cái vlog mà mình cho các bạn lấy được là cuối tháng thì mình sẽ làm gì, nó là làm nghề food reviewer á, chỉ sướng khi các bạn ở đầu tháng thôi, khi mà quỹ của công ty rất 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 là nhiều, chúng ta có thể ăn tè le hụt me luôn, và tiền của mình cũng nhiều nên mình có thể tự do nghĩ content ăn uống. Nhưng mà đến khi cuối tháng thì tụi mình cũng là những con người bình thường như các bạn, vẫn là những người không có tiền, vẫn là những người sẽ ăn tiết kiệm và ăn thà tiện hơn. Cái nãy là mình đi xin mới nhiều vậy thôi, chứ mình ăn cũng có một gói mì hà, mình nói thiệt, mình ăn có một gói mì hà. Cái clip mà ăn mì mà 4-5 gói gì á là cái clip thằng nào á, thằng gấu gì đó, còn mình là thằng gấu khác vậy nha. Và cảm ơn các bạn đã xem clip nhé. Clip hay, like, share và subscribe gấu to, và đừng quên nhấn chuông để kết nối những tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau. Nhớ nhà, nhớ donate cho mình nha. Bye bye.